Sáng ngày 9 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thưởng nóng cho lực lượng công an tham gia điều tra, truy xét và bắt hai nghi phạm bắn hai nữ công nhân môi trường. Tại buổi khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Đặng Văn Minh đã trao bằng khen cho công an tỉnh kèm tiền thưởng 100 triệu đồng. Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân đạt được trong điều tra, truy xét và bắt hai nghi phạm bắn hai nữ công nhân môi trường, gây bức xúc dư luận. Ông Minh đánh giá cao việc điều tra truy bắt nhanh các nghi phạm, thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm của công an tỉnh Quảng Ngãi và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng công an tỉnh tiếp tục phát huy thành quả đạt được, lập thêm nhiều chiến công giúp bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tại buổi khen thưởng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trao quyết định khen thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an thành phố Quảng Ngãi kèm theo tiền thưởng 5 triệu đồng. Đồng thời, tặng giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét. Khoảng 1 giờ ngày 5 tháng 10, chị N.L.T.M.K. tên viết tắt và VTNL tên viết tắt đang quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi thì bị hai thanh niên xông vào đánh, bắn vào vùng đùi và bắp chân. Sau khi bắn, cả hai bỏ trốn. Người dân ở gần đã phát hiện đưa hai nữ công nhân môi trường đến bệnh viện cấp cứu, chữa trị. Cảnh sát nhanh chóng xác định Nguyễn Đức Nga, 23 tuổi, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, và Trần Viết Đông, 24 tuổi, quê thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, cùng tạm trú huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, là hai nghi phạm gây án. Chưa đầy 30 giờ, lực lượng cảnh sát đã bắt cả hai nghi phạm khi đang chuẩn bị từ huyện Ba Tơ bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Con Tâm. Ngày 9 tháng 10, ông Nguyễn Quang, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sức khỏe hai nữ công nhân môi trường bị bắn đã ổn định, sẽ xuất viện trong ngày. Khi nhập viện, hai bệnh nhân bị thương, tâm lý hoảng loạn, sợ sệt. Các bác sĩ đã hội chẩn, phẫu thuật lấy đầu đạn và theo dõi điều trị hiện sức khỏe hai bệnh nhân đã ổn định, có thể xuất viện. Ông Quang nói và cho biết bệnh viện miễn phí toàn bộ viện phí cho hai chị này. Khoảng không giờ ngày 5 tháng 10, chị Lê Thị Minh Khải và Võ Thị Lưu đang đẩy xe quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, thì bị Nguyễn Đức Nga, 23 tuổi và Trần Viết Đông, 24 tuổi, cùng tạm trú huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, đi trên một xe máy chạy qua. Thấy hai nữ công nhân môi trường, hai thanh niên này cho xe vòng lại, chửi bới. Sau đó, Thanh niên cầm lái, tắt xe máy, bước xuống, gây sự với hai nữ công nhân và sau đó bỏ đi. Khoảng một tiếng sau, Nga và Đông bất ngờ quay lại, gặp hai chị này để đánh. Đông rút súng, bắn vào đùi chị Lưu một phát đạn, chị Khải bị bắn ba phát đạn vào chân. Sau khi gây án, cả hai lên xe tẩu thoát, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng cấp cứu chữa trị xác định vụ việc có tính chất rất nguy hiểm, côn đồ manh động, đại tá Phan Công Bình, giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo lập nhiều tổ công tác tập trung truy tìm để bắt được nghi phạm. Các tổ công tác tập trung truy tìm các hướng di chuyển, địa điểm trốn chạy của nghi phạm, qua đó sớm nhận dạng được nghi phạm. Qua xác minh, chân dung được nhận dạng trùng khớp với kẻ gây án. Tại nơi tạm trú, cảnh sát thu giữ khẩu súng nghi phạm đã sử dụng nhưng chưa bắt được người. Sau 30 giờ truy xét, Đến 7 giờ sáng ngày 6 tháng 10, hai nghi phạm trên đường chạy trốn đã xa lưới. Lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an địa phương tại thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi bắt nghi phạm, công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng khám xét phòng trọ của nghi phạm, thu giữ nhiều hung khí như súng, rựa, bình bơm hơi và máy tính, máy in. Tại cơ quan công an, hai nghi phạm thừa nhận hành vi bắn hai nữ công nhân môi trường. Trong đó, Đông là người nổ súng bắn, còn Nga tham gia với vai trò giúp sức. Hai kẻ này khai nhận nguyên nhân ra tay gây án xuất phát từ chuyện nhỏ nhặt, bị hai nữ công nhân môi trường nhắc nhở lúc đông đi xe máy nẹt vô trước quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng lúc không giờ ngày 5 tháng 10. Sau khi quay lại chửi hai nữ công nhân, cả hai bỏ đi, về phòng trọ lấy súng. Đến 1 giờ ngày 5 tháng 10, hai nghi phạm đi xe máy quay lại đường Phạm Văn Đồng, tìm hai nữ công nhân đánh và bắn khiến cả hai bị thương. Gây án xong, hai nghi phạm mang súng về phòng trọ, cất giấu rồi bỏ trốn đến huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Đông và Nga ngủ trong một khu rừng ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ. Đến sáng ngày 6 tháng 10, cả hai chạy xe máy ra khỏi rừng để đi công tâm thì bị cảnh sát bắt giữ. Sau khi bắt giữ Nguyễn Đức Nga, 23 tuổi, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, và Trần Viết Đông, 24 tuổi, quê thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, hai kẻ bắn hai nữ công nhân môi trường ở Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của hai người này. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ súng, rựa, bình bơm hơi, máy tính, máy in màu và nhiều vật dụng liên quan. Theo người dân địa phương, Nga và Đông mới đến thuê trọ ở thị trấn La Nga. Bình thường cả hai đi vắng, đến tối khuya mới về vòng, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lấy lời khai, ban đầu hai nghi phạm khai nhận bắn hai nữ công nhân môi trường xuất phát từ chuyện bị nhắc nhở đi xe máy nẹt bồ. Trong đó, Đông thừa nhận bắn hai chị này, còn Nga là người giúp sức. Sau khi gây án, cả hai chạy về phòng trọ cất súng rồi bỏ trốn. Đến sáng ngày 6 tháng 10, thì bị cảnh sát bắt giữ ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 6 tháng 10, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm đánh và bắn vào chân hai nữ công nhân môi trường vào rạng sáng ngày 5 tháng 10. Theo đó, hai nghi phạm gồm Nguyễn Đức Nga, 23 tuổi, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, tạm trú thị trấn La Nga, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi và Trần Viết Đông, 24 tuổi, quê thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, tạm trú huyện Tư Nghĩa. Sau khi nhận tin vụ hai nữ công nhân môi trường bị bắn, công an tỉnh Quảng Ngãi lập nhiều tổ công tác tập trung truy tìm từ nơi thường trú, tạm trú, các hướng di chuyển, địa điểm trốn chạy của nghi phạm. Đến 7 giờ sáng ngày 6 tháng 10, hai nghi phạm trên đường trốn chạy đã xa lưới lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an địa phương tại thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Theo điều tra ban đầu, cả hai chưa có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy, nhưng nghiện game. Cả hai mới từ Quảng Nam vào Quảng Ngãi tạm trú. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận bắn hai nữ công nhân môi trường xuất phát từ chuyện bị nhắc nhở đi xe máy nẹt bô. Cùng ngày 6 tháng 10, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét phòng trọ hai nghi phạm thu giữ nhiều vật nghi là súng, bình bơm hơi, rửa, máy tính, máy in màu và nhiều vật dụng liên quan. Khoảng 1 giờ ngày 5 tháng 10, chị Lê Thị Minh Khải và Võ Thị Lựu đang quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, thì có hai thanh niên chạy xe máy tiếp cận, gây gỗ rồi rời đi. Khoảng một tiếng sau, cả hai quay lại đánh, bắn vào đùi và bắp chân, khiến hai nữ công nhân bị thương. Sau đó cả hai rời đi, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng cấp cứu chữa trị. Ngày 5 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký công văn hỏa tốc giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo khẩn trương điều tra, truy tìm kẻ bắn hai nữ công nhân môi trường để xử lý. Chiều cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, đại diện một số ban ngành đoàn thể tỉnh ủy đã đến bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng thăm hỏi hai nữ công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi bị bắn. Trước đó khoảng 1 giờ ngày 5 tháng 10, chị Lê Thị Minh Khải và Võ Thị Lựu đang quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, thì có hai thanh niên chạy xe máy tiếp cận. Do đèn pha của xe máy làm chói mắt, hai chị này nhắc hai thanh niên đi xe máy. Tuy nhiên, hai thanh niên quay lại gây gỗ, đánh chị Khải. Thấy đồng nghiệp bị đánh, chị Liệu chạy đến ngăn cản thì cũng bị đánh. Sau đó, một trong hai người rút súng bắn vào đùi và bắp chân của hai chị. Hiện chị Khải và chị Liệu đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đại diện công ty cổ phần môi trường đô thị quảng ngãi cho biết công an đang lấy lời khai của hai chị này để điều tra làm rõ vụ việc